Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đặng Anh Duy, năm nay mình 11 tuổi và mình học ở trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân. Các bạn ơi, vào thời gian rảnh các bạn thường làm gì? Còn mình thì mình mày mò, tìm tòi và sáng tạo nhiều đồ thủ công. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm của mình, tên là phi tiêu đánh lừa. Để làm được phi tiêu này, các bạn sẽ cần chuẩn bị 2 tờ giấy. Và tốt nhất là các bạn hãy dùng bìa cứng và hai màu khác nhau để cho nó đẹp hơn. Sau đó bạn hãy quấn quanh cái phi tiêu bằng sợi dây rồi dán vào cho nó thật chắc. Các bạn nhìn mình chơi thử nhé. Công dụng của nó là các bạn có thể làm đồ chơi, tặng bạn bè và để trưng bày cho đẹp. Thông điệp mình muốn gửi đến các bạn ở đây là hãy chăm chỉ sáng tạo thật nhiều đồ thủ công để chơi với gia đình, kết nối với bạn bè, giảm thiểu tối đa chơi điện tử và game online. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Phần thuyết trình của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tất cả các bạn.